Trong suốt 2 tuần đầu của vòng chung kết, các thí sinh đã bận rộn với lịch làm việc dày đặc nhưng không kém phần thú vị. Đó là những buổi chụp hình studio, chụp hình ngoại cảnh, vất vả dưới cái nắng cùng với nhiếp ảnh gia Brand Huy để có được những bức ảnh đẹp nhất ra mắt khán giả. Mỗi tuần thi, tất cả các thí sinh càng trở nên chỉnh chu hơn với phần trang điểm và làm tóc của chuyên gia đến từ Angel Kids Studio. Đặc biệt là sự chăm chút qua từng mẫu trang phục được thiết kế riêng cho các thí sinh qua mỗi ca khúc hàng tuần của ba nhà thiết kế trẻ Long Dũng, Phan Thanh và An Kha. Cùng áo dài trí lữ gia càng làm cho các thí sinh tự tin hơn khi thể hiện mình trên sân khấu. Tuấn Hòa thường mặc đồ Tây khi lên sân khấu, nhưng mà Tuấn Hòa được ban tổ chức hỗ trợ trang phục là một chiếc áo the cách điệu. Như mọi người thân và bạn bè khi mình nhìn thấy mình lên sân khấu thì cái bộ đồ rất đẹp. Và cũng nhờ bộ đồ này mà trong đêm đầu thi đầu tiên, Tuấn Hòa đã thể hiện được bài hát của mình. Trong đêm đầu tiên, Hiền Trinh được mặc một bộ váy áo yếm cách điệu rất là phù hợp với ca khúc Cặp Ba Lá mà Trinh đã thể hiện. Và các hơn và trang phục đó đã làm cho Hiền Trinh hòa mình vào bài hát và thể hiện bài hát tốt hơn. Trong đêm thi đầu tiên thì Công Nghĩa đã hát ca khúc Em Đi Chùa Hương và được khoác lên mình một bộ đồ tứ thân rất là lộng lẫy. Bộ đồ này tuy là chỉ may trong vòng 2 ngày nhưng nó giúp cho Công Nghĩa có thể thể hiện được một phần nào đó của nội dung bài hát. Để luyện cho nội lực mình hoàn chỉnh hơn, thể hiện tinh tế hơn, các thí sinh cũng có những buổi tập miệt mài với các chuyên gia thanh nhạc và huấn luyện viên về vũ đạo. Các chuyên gia Ngọc Tuyền, Thế Vĩ, huấn luyện viên Thanh Hải không ngừng theo sát các thí sinh, khiến ai đó nói đùa rằng sau cuộc thi này, các thí sinh nếu không bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc, mang ý nghĩa rằng các bạn nào chưa đạt được các thứ hạng cao nhất tại mùa giải năm nay cũng tích lũy thêm nhiều kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo để thể hiện trên các sân khấu sau này. Mỗi buổi chụp hình, ghi hình, thử trang phục hay luyện tập chuyên môn đều rất vất vả, nhưng đây cũng là thời gian mang lại cho các thí sinh tiếng hát truyền hình 2012 nhiều kỷ niệm vui và đáng nhớ.